Nhưng mà không phải đâu, khi mà ăn gâu găm phải ăn với hộp vịt lộn. Tại sao? Tại vì ăn vịt lộn nó bù được cái gâu găm mất máu. Ừ. Bạn nào, bạn mấy bạn thấy giường bạn đang ăn một chút chim ỉa. Mày làm cái gì vậy? Thôi bỏ đi, bỏ đi làm gì nghe. Mày hứa làm bánh khọt cho mẹ mày vậy? Mày điên hả? Ê, đứng ngay nè, đứng ngay nè. Mày nói với mẹ mày cho tao mượn van đi phan cái lọc bánh khọt. Làm gì? Đi mua hộp vịt lộn á, về làm hộp vịt lộn nướng muối ớt đi. Làm bằng này à? Ừ. Ê, giờ mình đi ra chợ mua hộp vịt đi. Ngoài có bán không? Mấy bạn nhìn nhẹ chứ không cất một lần không? Giờ tụi mình sẽ đi ra chợ các bạn kiếm mua một mớ hộp vịt lộn để về mình làm hộp vịt lộn nướng muối ớt nha. Mà làm xong có sơ sót thì bạn bỏ qua cho mình. Ôi giời. Gọi đi đi. Mình vô bị tai biến, lấy tay đỡ vô cái giò lên. Tao sợ mày bị tai biến cực cực mà. Đi vô mua, làm gì nữa hả? Vậy? Mày ghét cái gì vậy? Cái gì của vậy? Mẹ mang ổn nhất của mẹ mình nữa bạn. Đính đâu đâu không? Đi vô ông nội. Đi đâu vậy mấy cha? Có chơi đâu rồi vậy? Một tính mua trứng đà điểu bây giờ mày nướng vậy? Mày ngồi xuống mà mua nghe. Lấy 30 đi. Về mày ăn cuốn nội mấy gì mua 30 trứng. Có 30 ngàn đó bà. Nước mắt dưới chạy một vòng. Mua một chục đi. Mua một chục thôi bạn ơi. Ăn chắc cái mù ít luôn quá. Gì nữa rồi. Bữa nào đi. 24 hả 25. Mấy bạn biết con này con gì không? Ở đây người ta gọi là con lía bạn. Con này mình phơi nắng mình ăn thôi bạn. Ê, có mua rau không mày? Có mua hết. Rau gì? Rau găm. Đây nè, sao dám mua? Đây nè. Không. Có rau găm chị? Găm nè. Với rau găm với rau găm gì bán ngon ký rau thơm. Dạ. Rau găm dài nốt luôn cho chứ. Gì không bỏ vỏ. Mày ăn ngon liền khốn nạn. Anh này nghe Phan cuồng đó nha hả? Dạ. Uống gì? Sao? Chiếc thùng đem về đi. Ông mắm nó uống cho mà mập. Vậy mày ăn mắm không? Nè, mắm này mày ăn không? Phút này. Hey. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị hết trơn tất cả rồi đem con kia nướng nha bạn. Đi ngoài thôi bạn ơi. Nắng điên đầu. Cuối cùng cũng xong rồi mấy bạn ơi. Giờ hết dậy nhiệt nổi. Quá nóng rồi bạn. Làm gì nha? Đốt vết. Đâu ba? Đó. Ở quên này lùi vịt trước không? Ừ. Đây là hộp vịt trước nha bạn. Để tao chạy vô chí có làm gì trong. Biết không nội lắm ghê vậy. Không biết cha. Này gì vậy? Lá nguyên liệu để làm sốt nướng muối ớt. Đã vậy. Y gan chỗ chạy luôn mà. Y gan chỗ chạy trong chùa. Thì sau đây là mình xin. Nãy giờ lộn loại lộn loại lột vịt nha bạn. Mình sẽ lột vịt trước các bạn. Còn nguyên liệu thì đây nè bạn. Đây hả? Đây tỏi, hành, rau găm. Rau găm chết tắt đúng không? Đúng. Bột ngọt, ớt xay, tương ớt, dầu ăn, nước mắm. Bây giờ mình sẽ trộn tất cả cái này lại nha các bạn, rồi xong mình sẽ quậy lên thành nước sốt các bạn. Rồi mình hộp vịt này mình đã chín rồi. Chút nữa cái gì mình để vô cái đầu chí mình luộc các bạn. Cái đầu như cái bóng gỗ vậy. Bây giờ mình sẽ đập hộp vịt ra để vô cái ê cái con bệnh lấy một cái đầu nãy thôi, cái khuôn bánh khọt của má mày đó. Bánh khọt của má mày á. Ra làm luôn. Bên này mình năn nỉ gì bảo có chữ đâu. Ê, vậy cái nữa là lấy cái lò của má mày đóng bánh canh nó đem ra. Bây giờ mình đã chêm được cái lò của mẹ em bánh canh rồi đó các bạn. Bà chửi ít thịt luôn các bạn. Mẹ tôi mới chửi nhiều mà. Nay là bánh khọt nè. Cái chấm cái gì? Giờ mình sẽ lấy ba cái những nguyên liệu này mình trộn vô mình sẽ làm nước sốt trước nha các bạn. Làm nước sốt trước đi. Đúng rồi. Này okay, vậy đi. Mình mới chêm được cái chỗ này của mẹ nghe các bạn. Còn cái lò này của mẹ mình. Để cho nóng cái khuôn đi. Thôi giờ mình làm nước sốt trước đi. Miếng nước nha các bạn. Tí xíu nước vô. Dạ. Nước nè, tương ớt. Với lại nước sốt mình trộn tất cả cái này vô nè các bạn. Trộn vô. Đó, ra nước sốt. Cái rau găm là mình bỏ sau cùng nha mấy bạn. Bỏ sớm quá là rau găm nó bị không ngon. Héo quá bạn. Ê nghe lát của bà lấy đậu phộng nha. Phộng rồi. Ờ đậu phộng với lại đũa gì đó. Ê ăn muỗng không? Muỗng đi. Ăn muỗng nè, lấy ba cây rồi nè ba. Bà nhìn cái đầu chứ hộp gì lộn không?
bỏ trái dừa, hấp lát trái dừa. Các bạn bỏ vô miếng xíu dầu ăn ha. Dầu ăn nữa hả? Dầu ăn xíu miếng nước mắm. Nước mắm nữa nghe bạn. Để cơm cho chanh. Đó. Đó. Tao quậy luôn nhé. Mày nói nhảm nhảm gì quậy chứ? Ngon. Ngon thì mày ăn đi nè, mày chưa đặng hạnh vô đó nè. Mày sẽ đặng hay cái hạnh vô bạn chứ tắt kìa bạn. Ồ soi luôn các bạn. Ở đâu mình mẹ mình vừa nấu bánh canh xong mình chụp luôn cái nồi luôn. Bạn những cái đầu chứ thèm không chịu lộn không bạn. Ông trời tặng xe địa tránh. Và cái đầu chứ là điểm nhắn nha bạn. Đúng rồi ngoài. Đó. Quậy đều ơi. Quậy đều lên. Bạn quậy cho nào mà cho nó nước nó kẹo lên nha. Xôi với bạn ơi. Giờ là nó kẹo rồi nè. Kẹo gan là thịt kho hộp dịch luôn bạn. Giờ mình sẽ lột hộp dịch ra ra mấy bạn. Giờ mình nhắc cái này. Giờ mình nè bạn nhìn nè không nói bây giờ mình sẽ để cái khuôn này nghe bạn cho nóng các bạn. Cái khuôn bánh khọt đó mấy bạn ơi. Đây chưa lớn luôn à. Mấy bạn nào mà không thích á thì lấy cái dĩ các bạn, xong các bạn để lên cái dĩ không, rồi để mấy chén nữa bạn. Nóng các bạn ơi. Nghe cốc luôn trời. Sân cái đầu luôn á. Nghe cốc luôn trời. Sao bữa ăn tao cũng bị tội chứ gì. Giờ nóng. Muốn ăn phải lăn vô bếp nha. Muốn được vợ vợ đẹp thì mập lại dài dài nha. U dạ nghe mày lại mình làm tiếp đi, nóng quá. Làm đi. Ủa sao để bạn ngủ các bạn. Tập nghe tập để vô nghe. Thứ quỷ ma quỷ yêu không mình. Không biết làm để cho người ta làm. Đây ngồi nè. À cái lửa. Cho mày chết ngắt luôn. Ngồi cha mấy cái lửa này. Ừ. Tới khúc quan trọng nha bạn. Làm gì vậy? Lấy cái này nè, cái nè nước sốt nè, nhẹ chuẩn bị lấy được phỏng gắt lên nhẹ, cái gắt nước sốt lên nha. Đây các bạn nhìn nè bạn, trời ơi ngon quá này, đó thôi vừa thôi, ờ vậy đó, chạy làm ngoài rửa mệt đó, vừa thôi, ờ vậy đó, vậy đó, phỏng nghe xích bánh cho nghe được phỏng vô đi, phải như vậy, nó phải như vậy đó anh em, quá ngon các bạn ơi. Kéo găm lên nữa trời ơi. Thứ gì chịu nói. Đây kéo găm đây các bạn. Để đây. Từ thôi. Đó. Đó. Bà nội thiệt chứ. Đây kéo găm đây. Găm nè. Bóc nè, bỏ nè. Bóc bỏ nè. Cái này là thằng con bỏ. Của ông gì đó. Ông con gắt muối bên Lubai. Ừ con ông gắt muối bên Lubai. Gắt muối mà gắt núi. Gắt muối lại ông nội. Bóc bỏ nè, bóc bỏ nè. Bóc bỏ nè. Bắt lỗi nhau này gan như bỏ con thơm nha. Ừ. Rồi hết rồi cha ơi. Bây giờ thưởng thức đi bay. Chưa chín. Ăn liền đi, nó chín rồi, chín hết trơn rồi. Nó khét luôn bây giờ. Bây giờ mình sẽ review các bạn. Nặng làm gì vậy? Review. Ăn. Chứ sao? Ăn chứ sao bây giờ để cái này. Tao nhìn mày hay mày ăn hả? Đứng nhìn đi. Chứ sao giờ? Lỡ rồi chơi bạn mình đang sao coi. Sớm giờ không có làm gì đâu. Rồi ok. Giờ tao không nói nữa, tụi bay ăn đi. Review đi. Cho khán giả là biết nè. Mọi người nha, mọi người ơi. Mời cô chú anh chị và các bạn ăn chung với mình cái ngon quá bà ơi. Trời ơi trời, hột vịt nướng muối ớt. Thứ gì chịu nổi. Chịu nổi này, muối ớt ghé cứ lên cái nữa. Trời ơi. Mày mày. Mày. Ngồi xích bản ơi. Ăn. Ủa má thèm, có thèm quá bạn ơi. Giống mắm nè. Ngon. Ủa là trời các bạn. Làm gì nuốt miếng vậy? Đói bụng. Tao miếng rồi. Đàm quá bạn ơi. Không, tao tự xử tới đây luôn. Ăn trên bếp luôn. Khỏi lấy chén đũa luôn. Các bạn. Thử miếng nha bạn, mở bạn nha. Trời ơi. À mới à. Mai ô mai. Mới à. Quá đã bạn ơi. Tôi làm không ngon như được. Đúng không? Tôi làm mà. Này tôi làm nha bạn. Này tôi làm nha chứ không phải chỉ làm nha. Ừ. Ngon rớt luôn rồi. Ngon quá bạn ơi. Nó có vị cay cay the the ngon lắm. Đúng quá, ngon lắm. Ừ. Ăn không ngậy. Mà mọi người nha. Ăn không ngán. Béo quá bạn ơi, béo. Ừ. Nay được lọc ăn rồi. Mời mày nha Quy. Mời Quy go go. Quy go go.
qua chợ mở bạn nha. Đầu vui nó ăn kìa. À nổi. Mấy người làm không làm ăn thấy ghê lắm. Sao? Mặn lạc gì không? Dạ. À nổi. Thì bạn á, từ khi mà biết món này tới giờ á, chưa đụng tới lần nào tim động nó bằng. Tên tém rồi. Tên tém rồi. Má phỏng tay luôn kìa. Cái mỏ. Ăn chúng cái mẹ bạn. Thật đã lắm. Chúng cái con thịt nước ra trầu béo. Mở bạn nha. Nó nói chứ vậy lứt 13 trứng. Miệng ông trứng một. Giờ tới mình là mời Quyên nha mấy bạn. À, trứng này mời Quyên nha Quyên ơi. À, anh em bữa nay quay mời Quyên cái. Ê cay cay không mày? Cay cay. Cay cay. Có vị tương ớt nè. Đậu phộng ăn chúng đậu phộng đã lắm mấy bạn. Rau găm thơm. Thôi. Ăn nó không tại ngang. Tôi nói là ăn rau găm bị mất máu bạn, nhưng mà không phải đâu. Khi mà ăn rau găm phải ăn với hộp vịt lộn, tại sao? Tại vì ăn vịt lộn nó bù rồi cái rau găm mất máu. Các bạn. Bạn nào bạn. Mấy bạn thấy dừng bạn đang ăn một chút chim ỉa nè. Đây là cái số đèn túi đó các bạn. Nào. Ta ăn bằng chim ỉa tay luôn các bạn. Cảm ơn mừng cái chim. Thánh thần đó trời. Đi ăn không trời. Bà ngoại chứ. Nè. Hết chưa? Cọp trứng nè. Hai trứng nè. Ba trứng nè. 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10 nè. Nè thịt bách luôn nè. Cái đầu này lát thử tội vô sau nè. Nóng quá. Đi vô. Bây giờ mình sẽ vô bạn, trời mưa bạn, nãy bạn. Mưa tới rồi mấy bạn ơi. Trời gặp bây giờ luôn bạn. Nè thấy không? Đó, thấy chưa, đang mưa khúc đó đó bạn. Chào mấy bạn ơi. Giờ mình sẽ kết thúc video đây nha bạn. Mấy bạn xem xong video nhớ của mình, nhớ like và share và subscribe kênh mình nha bạn. Nhớ nhấn vào cái chuông để hiện giờ tắt nhất cho anh Chí rồi. Nhớ bạn nhớ kích vào quảng cáo bạn để cho mình có kênh phê để đi mà làm video theo bạn. Ok bạn. Bữa nay có lọc ăn. Quá đã. Quy gửi cho Quy nha. Bye bạn nha. Bye.